đầm thủy thủ nha, đầm thủy thủ phân xương nè, mặt nó che bụng mình được ai nha, không ai thấy được mình bụng to á, đầm phân xương đầm thủy thủ. Mặt cái này trẻ được 10 tuổi nha, mặt cái này trẻ được 10 tuổi nhìn nó sẽ trẻ trung hơn ha. Cổ là cổ thủy thủ viên sọc, có hình thêu nha, hình thêu may lên ở trên đây và ở dưới đây cũng có chữ nha, chữ thêu ha, màu xanh đậm. Tay cũng viên sọc nè, phía sau là cổ thủy thủ. Đầm này là chiếc thun cô tông có dạng 4 chiều nha, đầm thun cô tông rất là mắc ha, mà giá bên shop bán chỉ có dưới chỉ có 330.000 thôi, ở ngoài những shop big size khác là không dưới 400.000 một cái đầm nha. Cái đầm 330 mình mua thêm một cái nón cối đi biển nữa, giá chỉ có 160 thôi, cái nón chỉ có 160 thôi nha, có hai màu đó, nguyên một bộ 330 với 160 là có 400 mấy, không tới 500.000 thôi, mà mình đi biển rất là dễ thương luôn nè. Mặc dù nó trẻ thêm 10 tuổi.